Hello, Yerban Nhung, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ thi học kỳ 1 của mình và mình đang chuẩn bị đến trường. Và thật bất ngờ, đúng hôm thi thì trời lại mưa mọi người ạ. Không biết đây có phải là một điểm báo không? Hiện tại thì mình đang trên đường đi bộ đến trường. Hôm nay thì trời mưa khá là to. Hôm nay là ngày thi đầu tiên nên là mình dậy rất là sớm từ sáng và mình đi học cũng rất là sớm luôn. Ta-da! Và cuối cùng thì mình cũng đi bộ sắp đến trường rồi. Thì nhìn từ xa thì đã thấy bảng tên của trường mình rồi. Hôm nay thì mình đi đường mình thấy khá rất là vắng luôn. Giờ thì mình sẽ đi bộ lên cầu thang của trường mình. Thì thật sự hôm nay rất là vắng luôn. Bình thường ở đây sẽ có mấy bạn nam đứng ở đây mà hôm nay thì không có. Giờ thì mình sẽ bước vào cổng trường. Thì hôm nay trời mưa nên là đường ướt hết. Và thật sự thì không có một bóng người nào luôn. Chắc là do hôm nay mình đến sớm nên là không có một ai luôn. Giờ thì mình đã vào trong trường rồi đây. Đến cả lúc đi hành lang thì cũng vắng luôn. Và đây là lớp của mình. Hôm nay mình lại xuất sắc là người đầu tiên đến lớp. Đúng là vào ngày thi thì bàn ghế được sắp xếp rất là ngay ngắn. Mỗi đứa một bàn như thế này thì khó quê cóp luôn. Và đây là lịch thi của khối 9. Hôm nay là ngày đầu tiên thì nên là mình sẽ thi môn hóa, môn văn và môn công nghệ. Giờ thì mình sẽ khử trùng tay nha. Sau đó thì mình sẽ ngồi vào chỗ và lấy sách vở ra và học. Do tiết đầu tiên thi là môn hóa nên là mình sẽ lấy sách hóa ra học và học nha. Bên này thì môn hóa, môn vật lý và sinh học thì được chung vào một quyển gọi là khóa học. Nên là mình không biết gọi cái môn này chính xác như tiếng Việt là gì nên là mình cứ gọi chung là môn hóa nha. Tuy là hôm qua mình đã ôn bài rồi nhưng mà hôm nay thì mình vẫn phải xem lại. Đề thi năm nay của môn hóa là xoay quanh môn vật lý và môn sinh. Về mạng vật lý thì mình đang học về lực, tốc lực và năng lượng. Còn về mạng sinh học thì mình đang học về năm giác quan và các dây thần kinh não. Bây giờ thì mình sẽ mở sách vở ra và ôn lại những cái gì mà hôm qua mình đã học để cho chắc kiến thức nha. Sau khoảng một lúc thì mình thấy mọi người bắt đầu đến. Ngoài ra thì mình còn thấy các thầy cô đang đứng đó đánh đàn để cổ vũ tinh thần thi cho học sinh. Thầy cô ở đây đáng yêu đúng không mọi người? Cũng sắp đến giờ thi rồi và mình vẫn đang ngồi học thuộc. Giờ thì lớp mình đến gần như là đầy đủ rồi. Hello mọi người, và hiện tại thì mình đang ở trong nhà vệ sinh. Thì sắp đến giờ thi rồi nên là mình sắp phải tắt máy quay đi. Nên là hẹn gặp mọi người sau giờ thi nha. Ta-da! Và cuối cùng thì mình cũng đã thi xong rồi đây mọi người, và ngày đầu tiên của kỳ thi học kỳ 1 cũng đã kết thúc rồi. Và hôm nay thì mình làm bài khá là ok. Tuy là có vài chỗ thì mình có làm sai nhưng mà không sao, lần sau mình sẽ cố gắng làm bài tốt hơn. Giờ thì mình sẽ phải đi về nhà và chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai. Ngày mai thì mình sẽ thi môn tiếng Anh, môn sử và môn giáo dục công dân. Nên là mình sẽ dừng máy quay ở đây và tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai nha. Hello mọi người, và hôm nay là ngày thứ 2 của kỳ thi học kỳ 1. Hôm nay tuy là ngày thứ 2 nhưng mà trời vẫn mưa rất là lớn. Và bây giờ thì mình đang trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi để mua một số thứ. Ta-da! Và kia là cửa hàng tiện lợi Siêu. Giờ thì mình sẽ bước vào bên trong và mua nước và mình sẽ mua một số đồ ngọt để ăn nha. Bởi vì vào những ngày thi như thế này thì mình rất là muốn ăn đồ ngọt, ví dụ như là sô-cô-la hoặc là kẹo. Hello, và mình đã vào bên trong rồi đây. Và đây là khu hàng sữa bán cả cà phê nữa. Nhưng mà mình không muốn uống cà phê và mình cũng chẳng muốn uống cái gì ở đây luôn. Ở đây thì có mấy cái đồ ăn ngọt ngọt. Quay cho mọi người xem vậy thôi chứ mình sẽ không mua gì ở đây nha. Giờ thì mình sẽ đi chọn một chai nước để uống. Mình sẽ mua nước lọc nha. Mọi người thấy cái chai kia không? Mình sẽ lấy cái chai nước kia nha. Cái chai nước kia thì có giá là 950 đồng, có nghĩa là 19.000 tiền Việt Nam. Sau đó thì mình sẽ mua một hộp Pocky. Tiếp theo là một thanh sô-cô-la. Và đây là đống đồ mình đã mua. Mình đã mua 3 thanh sô-cô-la, một hộp Pocky và một chai nước. Sau khi mua xong đồ ở cửa hàng tiện lợi thì giờ mình sẽ đi bộ thẳng đến trường. Thật sự thì hôm nay là ngày thứ 2 là mình cảm thấy rất là mệt mỏi. Vì tối hôm qua mình đã thức đến tận 2 giờ đêm để học. Nên là mình rất là mệt mỏi nhưng mà mình sẽ cố gắng. Giờ thì mình sẽ đi đến trường nha. Đi bộ khoảng 3 phút thì mình đã đến trường rồi đây. Và hôm nay mình đã rút kinh nghiệm hôm qua nên là hôm nay mình đã đi muộn hơn hôm qua một chút và đã đến đúng giờ. Và mình thấy mọi người đến cũng khá là đông. Giờ thì mình đã vào trong trường rồi đây. Giờ thì mình sẽ đi vào lớp nha. Mình đã đi vào lớp rồi. Bây giờ thì mình sẽ bỏ cái ô và bỏ cái túi này xuống. Sau đó thì ngồi xuống và hiện tại thì mình đang ôn lại lịch sử. Thật sự mình rất là yếu lịch sử luôn. Nói thật với mọi người là cho dù mình học môn lịch sử này thế nào thì mình vẫn không thể hiểu nổi luôn. Giờ thì mình vẫn đang chăm chỉ học nhưng mà không biết là mình có học nổi khơi không. À, còn một chuyện mà mình muốn kể cho mọi người là hôm qua mình đến lớp ấy thì mình đã thấy tất cả những cái bàn này đã được quay ngược lại để tránh bỏ tài liệu vào đây quay cóp.
Giờ thì mình sẽ phải tắt máy quay và chuẩn bị đi vào thi. Và cuối cùng mình đã thi xong rồi đây. Lớp mình đang bàn về ba cái đề thi của ngày hôm nay là đang rất là ồn nha. Hello mọi người, và hôm nay lớp mình tan sớm nên là hiện tại mình đang đứng ở trước cửa lớp bạn của mình để đợi bạn, bởi vì hôm nay mình có hẹn với nó. Đây là lớp của nó này. Và lần chào thì N, xin chào. Và cuối cùng thì các con bạn của mình cũng đã tan, giờ thì mình với chúng nó sẽ đi đến một quán cà phê để học nha. Bởi vì hôm nay mình có hẹn với chúng nó là sẽ dạy chúng nó tiếng Trung ấy, bởi vì ngày mai thì bọn mình sẽ thi tiếng Trung. Hôm nay thì mình nhận dạy cho tận ba đứa luôn. Và đây là cái tay của con bạn mình, nó lại vẫy. Và đây là lần chào thứ 1000. Thầy mình chả hiểu sao mình cứ thích vẫy luôn ấy. Giờ thì mình sẽ ngồi dạy cho chúng nó mấy câu tiếng Trung đơn giản nha, để ngày mai thi. Sau khi mình chỉ xong tiếng Trung cho các bạn thì hiện tại chúng nó đang làm toán. Và thật sự thì mình cũng muốn nghe chúng nó giải toán lắm ấy, nhưng mà do là mình muốn toán nên là kể cả có làm gì thì mình cũng không thể giỏi đến được, nhưng mình bó tay. Sau khi học xong rồi thì giờ thì mình sẽ đi về nhà nha. Ơi, thì mình vừa mới chia ra các bạn để đi về. Hiện tại thì trời đang mưa và mình rất là khó chịu về điều đó. Và hiện tại thì mình sẽ đi về nhà. Sau đó thì mình sẽ chấm bài điểm bài thi của hôm nay, bởi vì hôm nay sau khi tiết học xong ấy thì cô giáo đã gửi cái đáp án của đề thi hôm nay, nên là mình sẽ về nhà. Mình chấm điểm, sau đó thì mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Rồi thì mình sẽ phải đi về, bởi vì trời mưa và mình phải cầm dù và thêm một cái không nước như thế này ấy, nên là mình sẽ thấy vào gió rất là to luôn. Thế là mình sẽ dừng video, dừng ở đây nha. Tí mình về mình sẽ quay cho mọi người xem. Thưa mọi người, thì vừa lẽ mình mới về đến nhà xong và mình vừa mới mở cái máy tính lên xong. Giờ thì mình sẽ xem đáp án của cái ngày hôm nay mình thi, rồi mình sẽ tự chấm điểm cho bản thân nha. Bởi vì cái đáp án này thì cô của mình đã đăng lên cái nhóm của lớp mình. Giờ thì mình sẽ cho. Giờ thì mình sẽ chấm điểm bài thi của mình nha. Và đây là đề thi 3 môn hôm nay mình đã thi. Giáo dục công dân, đây là môn tiếng Anh và đây là môn lịch sử. Giờ thì mình sẽ tự chấm đề thi nha. Khi bạn chấm vài môn bạn học tốt he he. Khi bạn chấm vài môn bạn học ngơ mặt cười. Đấy là một chữ thôi, một chữ ngu. Sau khi chấm bài xong thì đây là số điểm. Đây là điểm giáo dục công dân 84, đây là điểm tiếng Anh 90 điểm. Và đây là điểm thật sự mình không muốn nói luôn, nhìn mà muốn khóc luôn ý. Má là cái má nhìn không muốn nhìn luôn. Và vừa rồi thì mình cũng đã chấm bài thi xong. Thật sự thì hôm nay môn tiếng Anh mình không đọc kỹ đề vào cho lắm, nên là điểm thi của mình không được cao và mình rất là buồn vì điều đấy. Mình làm sai được 3 câu luôn, thế kiểu muốn khóc luôn ý. Sau mình kỳ 2 mình sẽ cố gắng học thật chăm hơn. Thật sự thì hơi buồn nhưng mà không sao. Và môn lịch sử thì do mình là quá yếu môn lịch sử luôn, là mình không điểm rất là thấp nên mọi người để ý nha. Thật sự thì mình rất là ngu lịch sử luôn. Còn môn giáo dục công dân thì điểm cũng không quá cao và cũng không quá thấp, nên là mình cảm thấy rất là ổn. Giờ thì mình sẽ tắt quay và đi ôn bài cho ngày mai, bởi vì ngày mai là ngày thi cuối cùng. Ngày mai thì mình sẽ thi môn toán
tiếng Trung và môn âm nhạc. Rồi thì mình sẽ tắt máy quay đi học nha. Nên là hẹn gặp mọi người vào kỳ thi ngày mai nha. Bye bye. Say hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay là ngày thi cuối cùng của học kỳ 1. Và mình hôm nay rất là vui và mình rất là háo hức vì ngày hôm nay. Và may là ngày hôm nay không có mưa. Hello mọi người, thì hôm nay cuối cùng cũng là ngày cuối cùng của kỳ thi cuối học kỳ 1 của mình. Và hôm nay thì may là trời đã không mưa. Nhưng mà mình có xem dự báo thời tiết thì nó nói là hôm nay sẽ mưa. Nhưng mà giờ thì mình vẫn chưa thấy mưa. Và hiện tại thì mình đang trên đường đi đến trường. Thật sự là rất là mệt mỏi. Thì hôm nay mình sẽ thi 3 môn cuối cùng, đó chính là môn toán, môn tiếng Trung và môn âm nhạc. Thì mình sẽ đi đến trường nha. Hẹn gặp mọi người ở trường. Và đây là những bước chân lặng chữ khi đi đến trường của mình. Hello mọi người, và hiện tại thì mình đang ở trong trường rồi đây. Giờ thì mình đang ngồi học thuộc giai điệu của các bài hát nổi tiếng. Bởi vì trong phần thi âm nhạc thì sẽ có bài nghe, nên là mình phải học thuộc, mình phải nhớ tổng cộng 20 giai điệu khác nhau. Và mình toàn phải viết nhiều mẫu mèo để cho nó dễ nhớ. Và cũng sắp đến giờ vào lớp rồi. Trước khi vào giờ thi thì mình đang nghe cô giáo nhắc nhở chút điều. Ta-da, và cuối cùng thì kỳ thi cũng đã kết thúc rồi. Giờ thì mình sẽ đi về. Hiện tại thì trời đã bắt đầu mưa trở lại rồi. Và mình lại phải che ô. Thật sự mình rất là ghét mưa luôn. Thì hôm nay là ngày thi cuối nên là mình cảm giác thấy rất là vui. Trên đường về thì tự nhiên mình thấy một cái gương nên là mình đã đứng lại để quay. Hello mọi người, thì hiện tại thì mình đang đi trên đường về nhà. Thật sự thì hôm nay đáng lẽ là mình có hẹn đi thi xong thì mình sẽ đi chơi với bạn. Nhưng mà do là trời mưa nên là mình đã hủy hẹn với bạn. Và thật sự thì giờ mình chỉ có về nhà và ngồi chấm. Giờ thì mình sẽ về nhà chấm bài của mình. Sau đó thì mình sẽ ăn cơm. Thật sự thì hôm nay rất muốn chơi nhưng mà do trời mưa nên là mình không thể đi được. Và kể cả có đi thì mình cũng không thể đi chụp ảnh được. Nên là mưa với cả nó cũng chuyển đến nên là mình không sẽ. Nếu mà quay video cho mọi người thì rất là khó nên là mình sẽ là mình đã không đi. Đến ngày mai nắng thì mình sẽ đi chơi. Và giờ thì mình sẽ đi về nhà và chấm cái đúng bài thi hôm nay. Thì hôm nay bài thi của mình làm khá là tốt. Trừ môn toán ra. Thật sự thì khi các bạn đã biết thì mình học rất là nguyên môn toán và môn sử. Nên là môn toán mình thi không tốt, là riêng môn tiếng Trung và âm nhạc thì mình thi khá là ok. Thì mình sẽ đi về nhà và chấm bài và ăn cơm nha. Mình đã về nhà rồi đây. Giờ thì mình sẽ đi vào, sau đó thì mình sẽ bỏ cặp xuống. Rồi mình sẽ bỏ khẩu trang ra. Sau đó thì mình sẽ lấy mấy cái tờ đề mà hôm nay mình đã thi. Hello mọi người, và mình vừa mới về đến nhà xong. Giờ thì mình sẽ ngồi chấm cái đống bài thi này của mình. Sau khi chấm xong thì mình sẽ cho mọi người xem điểm và số điểm của từ ngày thi đầu tiên, ngày thi thứ hai và ngày thi thứ ba của mình nha. Rồi thì mình sẽ xem và chấm điểm nha mọi người. Và đây là số điểm khi sau khi mình chấm xong. Đây là điểm âm nhạc 80 điểm. Đây là điểm toán 73 điểm. Tiếp theo là môn tiếng Trung 100 điểm. Cái môn mà mình tâm huyết nhất luôn. Và mình rất là vui vì kết quả thi ngày hôm nay. Giờ thì mình sẽ cho mọi người xem số điểm thi của 9 môn qua 3 ngày thi của mình nha. Đầu tiên thì đây là điểm toán. Thì giống như vừa nãy thì nó là 73. Tiếng Anh là 90 điểm. Văn 87 điểm. Hóa 92 điểm. Công nghệ 80 điểm, âm nhạc 80 điểm, tiếng Trung 100 điểm, giáo dục công dân 84 điểm, và môn cuối cùng là môn sử. Mình không có nói, mọi người có thể nhìn ra nha. Mình không dám nói cái số điểm này luôn. Các bạn thấy đấy, thì cái đúng đề vừa rồi thì là số điểm của tổng cộng 9 môn mà 3 ngày qua mình đã thi. Thì thật sự thì trong 3 ngày qua thì mình đã học rất là chăm chỉ. Nhưng mà nhiều môn thì mình vẫn không được có kết quả tốt như mình mong muốn. Nhưng mà không sao, kỳ 2 thì mình sẽ quyết định cố gắng có điểm tốt hơn. Có công bài sát và có ngày lên kim mà, nên là mình không buồn về điều đấy. Thì bây giờ mình nghĩ là mình cái video này sẽ được dừng ở đây. Tại vì 3 ngày thi của mình cũng đã kết thúc rồi đấy. Và mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chúc mình thi tốt. Và thông qua lời thi tốt của mọi người thì mình đã có động lực làm bài thật tốt. Và mình thật sự cảm ơn vì điều đấy. Và nếu như bạn nào ủng hộ kênh của mình thì hãy cho mình một cái like, share và subscribe nha. Và giờ thì mình nghĩ là mình sẽ phải dừng video tại đây rồi. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau nha. Bye bye, ăn nhung. Stay forever.